Ôi, lâu quá không gặp, đi đâu đây? Mọi người còn nhớ mặt mình không? Hay là quên mất tiêu rồi? Có nhiều bạn cứ nói là sao Nam Ngô bỏ cái kênh YouTube mà làm quay toàn gì đâu không à. Thì thật ra là mình không có bỏ, ha, tạm ngưng để mà làm mới bản thân mình lại thôi. Và sắp tới đây sẽ có nhiều cái chuyện hay ho sắp tới. Cho nên là bây giờ đang cái công tác cho chuẩn bị này, ha, mình sẽ quay trở lại kênh YouTube. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, sắp tới đây thì tại vì lúc trước nó có những cái việc mà nó chưa có được tròn trịa, chưa có được ổn thỏa, thì bây giờ nó cũng tạm tạm ổn rồi. Cho nên là sắp tới đây mình sẽ quay trở lại cái hành trình mà đi kết nối anh em yêu bét, yêu thú cưng trên toàn quốc luôn. Sẽ có những chuyến đi xa, sẽ có những cái trải nghiệm mới, sẽ có những cái sự kết nối hấp dẫn để gửi đến mọi người. Mọi người nhớ đón xem nha, lần này mà không xem nữa thì đừng có mà nói tôi là làm này làm kia, nội dung nhảm nhí rồi này nọ nha. Ok, để mà rong ruổi trên những chặng đường thì các bạn biết rồi, con chiến mã này đã rong ruổi cùng mình nhiều cái hành trình về An Giang, về Tây Ninh, lên Lâm Đồng, nói chung là đi khắp mọi nơi luôn, con chiến mã đây đây. Vừa rồi chiếc này đã được 100 mấy chục ngàn rồi, vừa rồi vô hãng là hết mấy chục củ để bảo dưỡng cái máy móc bên trong. Gọi là hơi không có lo cho cái vẻ bề ngoài, muốn cho nó phong trần quá, nhưng mà anh em chê quá rồi. Anh em nói sao mà xe cái gì đâu mà nói cưng mà đâu mà chày chụa tà le hết. Màu sơn thì bạc màu hết. Ghế da bên trong thì cũng như là bạc phết luôn. Đó, thì thêm còn cái tật, mình có cái tật này đâm ra cả xe rồi cái mùi màng đó cũng không có được dễ thương. Đó, mùi nó cũng hơi khó chịu nữa. Cho nên là hôm nay là lận túi 100 củ. Đây, đang lận cho ông Quỷ Đen được 100 củ đây. Đó, thì đang đi tìm một cái giải pháp để coi 100 củ có thể giải quyết được vấn đề hay không nha. Rồi, mời các bạn theo mình nha. Có vô tiệm lộn tiệm làm tóc. Đây là một người bạn cấp 3 của mình, anh em lâu ngày gặp lại, nhờ qua nhờ bạn tư vấn coi có làm cho chiếc xe nó bóng mượt, nó đẹp đẽ, nó thơm tho, ghế da nó mịn màng. Chào Nam. Xin chào Nam Ngô. Này Nam Lê. Này Nam Ngô. Ok, để gắn đây nha. Đây là người bạn học cấp 3, bụi bặm chạy chỗ hết. Bây giờ cầm 100 củ qua, tính là cho tú tát lại cho nó ngon lành à. Giải quyết được không ta? Nổi không? Mà làm máy hay làm gì 100 củ? Vỏ bên ngoài thôi, máy móc là có hãng lo rồi. 100 củ giống như là vừa làm vừa tặng vài trăm ngàn thôi. Ghê vậy? Thiệt không? Thiệt, như 100 ngàn thôi. Là xe nó đẹp rồi. Vài trăm ngàn là đẹp nguyên con hả? Nguyên con thôi. Ai nói 100 củ dữ hả? Tôi không có gành về cái câu chuyện này, không có biết gì luôn đó. Nhìn cái xe là biết, không có giữ gìn gì đó. Trở về cái thời sinh sắc của nó, cái nước sơn đi, người ta đừng có cười mình. Nếu mà nói vài trăm ngàn á là chốt luôn nha, vài trăm ngàn nha, không có phát sinh gì nữa nha. Rồi bây giờ làm sao đâu? Thì nó dơ quá thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ rửa, tra coi cái xe nó có bị nhiều đường hay không. Có cảm giác là nó giống như là chăm sóc cho da thẩm mỹ hơn. Mới vừa nghe Nam nói nữa là có dưỡng nữa hả? Sơn, màu sơn xe mà cũng dưỡng nữa hả? Thôi giờ nói 10 mil là không có hình dung đâu. Một chai này rửa được bao nhiêu lần? Một chai này á, 100 lít này hơn 100 lần. Hơn 100 lần? Thế nó mượn chứ. À, cái này mình xịt giống như xịt thảm xe. Trời, sản phẩm chăm sóc xe mà handmade luôn. Handmade luôn. Đồ Anh Quốc, sản xuất Anh Quốc. Đấy. Handmade in UK luôn. Nhưng mà cái này chỉ phục vụ cho xe hơi thôi hay sao? Xe máy luôn. Xe máy luôn. Nãy giờ Nam đang thắc mắc cái vụ mà nước sơn bên ngoài thôi. Bây giờ quên cái vụ nhựa nữa, trên xe nó có rất là nhiều cái chi tiết nhựa và theo thời gian là nó cũng bạc màu hết trơn rồi. Xử lý được luôn. Được, đơn giản thôi, một chai này. Chai này là mình có thể dùng này dễ nhựa xe máy, nhựa ô tô. Và nhựa ô tô thì cũng có là nhựa trong nội thất và ngoại thất luôn. Nhưng cá nhân thì xài chai lớn hay chai nhỏ? Chai nhỏ là được rồi. Những cái chai này là nó khoảng hơn 400 ngàn. Bằng 400 ngàn nhưng mà mình sạc 50 lần. 50 lần. Tính là một nửa lần rửa xe tận khoảng. Xe hơi hay xe máy? Xe hơi á. Xe hơi. Nếu vậy xe máy còn nhiều hơn nữa. Xe hơi nữa. Nhưng mà nó an toàn. Rửa xe mà nó liên quan tới an toàn là sao tưởng? Là cái dung dịch của nó là nó từ vào organic. Cái mùi hương liệu khi mình thở mình hít vào nó không có bị gây đường mũi. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ là mấy cái ví dụ như rửa xe thì nói tới an toàn là nghĩ tới an toàn cái nước sơn thôi. Nói chuyện với Nam mà mới cho cái góc nhìn là cái người sử dụng hít phải cái mùi đó nó cũng, mà cái đó nó quan trọng hơn cái nước sơn nữa đúng không? Cho nên là chi phí chăm sóc của con chiến mã nãy nói như ta 400 hơn mà chia cho 50 lần là có 8 ngàn. Thì nãy là Nam nói là Nam thủ sẵn 100 củ để mà giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà cuối cùng ra là chỉ cần có vài trăm ngàn thôi là đã giải quyết rồi.
nhưng mà không giải quyết được bài toán của nào, có nghĩa là về phải thối tiền lại. Bây giờ nè, chạy xe qua làm luôn nha. Ok, tuyệt vời. Ok các bạn, sáng hôm nay mình đang có mặt ở Thủ Đức nha. Đây là shop gì nãy giờ chưa coi tên luôn, quên. Đây là công ty Hamina. Hamina. Cho cái thông tin luôn đi Nam. Địa chỉ là 84/11, đường số 18, phường Điện Chính. À, rất là tuyệt vời luôn. Hồi xưa là đi học bạn bè với nhau, lớp trưởng ha, lớp trưởng, còn tôi là học sinh cá biệt. Mới bao nhiêu năm là bạn bè gặp lại nhau, mỗi người công việc. Lúc trước Nam làm bên cái máy móc công nghiệp gì đó không ta? Còn bây giờ sau này thấy cái này nó hay nè, mà thấy này nó hay, nó đi tới tay người tiêu dùng. Ok các bạn, hãy chờ coi là sau khi mà được Hamina xử lý bằng cái auto fitness ha. Cái này fitness không phải fitness nữa. Tưởng là dân tộc Tạ. Sau khi được xử lý bằng cái sản phẩm này thì các bạn hãy đón chờ coi là cái màn lột xoát ngoạn mục của cái con bán tải của mình ha, sẽ rong ruổi khắp mọi nơi cùng với anh em. Ok, bye bye. Rồi, vé xe đậu đâu? Trong đoạn tẩy nhựa đường anh đầu thử một cái, thử một cục coi, cục này nè, cái này mà mình lấy đồ mình sụi ra là chạy sơn đúng không? Đúng, nhưng mà bảo vệ sơn luôn đúng không? Đó, mỏng liền. Đó, đúng rồi đó, chảy ra luôn. Nói chung là xử lý cái thấy cái màu sơn là đầu nó tươi lên lại đó, lao qua cái là sạch nè, này chảy thành vòng luôn rồi nè đó. Ok các bạn, cùng nhau thẩm định cái màn lột xác của chiếc bán tải nhà mình nha. Đây, đã là từ lâu lắm rồi, em quay qua góc này đã từ lâu lắm rồi mình mới thấy được cái ánh kim của những cái hạt này cát trên cái xe này. Hồi xưa mình chọn cái màu sơn này là vì mình thích những cái này nè. Đó, dưới góc sơn nó có những cái ánh kim, cái này chuyên môn gọi là gì ta, nãy Nam nói á. Bitmin, đó. Những cái ánh kim như những cái hạt cát vàng óng ánh nè. Những cái chi tiết nhựa này cũng coi như là trả về gần như cái vị trí ban đầu của nó ha, cái màu sắc ban đầu của nó ha, cái màu đen của nó mờ mờ rất là sang, còn hồi trước khi xử lý là nó bạc phết luôn. Đây cũng vậy nè, cái chỗ này là dậm lên dậm xuống, cái xe này mình đi sình bùng rồi nó dơ, bạn thấy không, những chi tiết nhựa này sáng. Và sau khi mà lột xoát á thì trước mắt thì nó theo mình chấm là chắc cũng phải 8-9 điểm rồi nha các bạn, chứ không thể nào đòi hỏi giống như xe trong hãng mới ra được đó. Nhưng mà những cái chi tiết nhựa này nó làm cho cái xe nó cứng cáp hơn rất là nhiều, lúc trước là nó bạc hết luôn. Có những cái hoạt động nào, có xử lý nào trên cái xe này vậy anh Nam? À, đầu tiên là mình rửa, mình dùng chai bạc thơ này mình rửa xe, mình rửa bên ngoài. À, xong thì mình kiểm tra thì xe có năm ngô thì thấy là có cái nhựa đường, thì mình dùng chai này mình khử nhựa đường. Nhựa đường bám trên cái kia. Mình khử nhựa đường. Rồi, sau khi mà mình sửa xong thì mình lau khô thì mình dùng cái chai này để mình làm cho phủ bóng cho cái bề mặt sơn, bảo vệ bề mặt sơn chống ố cũng như là chống tác động của tia UV. Okay. Đó, bóng đẹp lên đấy. Rồi sau đó thì cái kính của Nam Ngô thì Nam dùng cái chất này nè, vệ sinh và phủ luôn, nó có chất ceramic nó phủ làm cho cái chống ố và đi trời mưa nó gom mưa nó nước nó dịu coi như nó gom tròn lại giống như hạt tròn. Giống như cái hạt nước trên lá sen đó, nó gom tròn không gây nhòe. Thì còn sau đó thì mình dùng cái này để mình dưỡng lại nhựa và lốp.
đây bên ngoài là những chi tiết này đúng không? À, đúng rồi, lớp đây đúng không? Đúng rồi. À. Dầu mấy dầu. Đúng rồi. Để làm dùng cái này để làm đổ vào để giúp cho cái sự mà vận hành nó tốt hơn. À. Là tránh trường hợp động cơ nó bị cái bụi carbon. Okay. À, nó bôi trên cái động cơ thì giúp cho mượt mà hơn. À, lột xác cho những cái chi tiết trên xe này thì giờ bao nhiêu? Của Nam Ngô á, thì bên mình làm cái xe này á thì là giá là 300.000. 300.000 thôi là 300.000. Xử lý đẹp đẽ như thế này. Đúng, luôn. Đúng rồi. Hoàn hảo luôn. À. Quá là mềm luôn. Nam sẽ muốn mua nguyên cái bộ sản phẩm này luôn. À. Để về nhà Nam tự xử lý. Nguyên cái bộ sản phẩm này là bao nhiêu Nam? 1 2 3 4 5 6. 6 chai từ bảo là vệ sinh và bảo vệ từ động cơ ra ngoài thì nó tầm 2.8 triệu. 2.8 triệu. Đối với một số người anh em thì chỉ cần rửa thì dùng cái này thôi. Có nhu cầu như là dưỡng nhựa thì mình dùng cái này. Ở dưỡng nhựa, sơn. Dưỡng nhựa. Nhựa. À, dưỡng nhựa. Dưỡng sơn thì dùng cái này. Ok. Rồi anh em thì mình cho nó gọn gàng đơn giản mà nó hữu dụng hơn. Dễ hơn thì chúng ta có thể combo 3 chai này là đủ sử dụng cái việc mà tút tát xe của mình rồi. Thì nhiều combo 3 chai này thì khoảng nhiêu Nam? Một khoảng 1 triệu 3. 1 triệu 3. Và sử dụng được trong bao lâu? Lâu lắm, hơi bị lâu á. Khoảng bao lâu? Cái này mà nếu mà trung bình mình tháng mình rửa 2 lần thì chắc phải vài năm. Vài năm, khoảng 3 năm không? Cỡ đó đó. 3 năm, 1 triệu 3 mà chia cho 3 năm tức là chia cho 36. Là một tháng nó chừng có 36.000 thôi các bạn. À, và sản phẩm này là đến từ Anh Quốc. Đúng rồi, sản xuất 100 Anh Quốc. Sản xuất đóng gói tại Anh Quốc. Đóng gói tại Anh Quốc luôn. Anh Quốc luôn. Rất là chất lượng luôn. Rồi ok, mình chỉ có một yêu cầu nhỏ như thế này thôi. Rất là hài lòng về cái chất lượng của sản phẩm ha. Nhưng mà có một cái yêu cầu nhỏ với các bạn là nào coi clip á thì không có bật mí điều này cho vợ của mình nha. Mình sẽ đặt cái chế độ gọi là riêng tư đối với cô ấy nha. Lỡ lấy chăm cũ rồi mà giờ tốn có 3 xị à. Không biết nhà ăn nói sao. Rồi okay, ok, cảm ơn Nam rất là nhiều. Cảm ơn Nam Ngô. Ok, hy vọng là sắp tới anh em mình sẽ hợp tác ra nhiều dự án đồ này nọ. Cảm ơn đã đến rửa ủng hộ xe rồi cũng như là đã mua sản phẩm của Hamina cung cấp. Cảm ơn rất nhiều. Ok, đóng gói giùm mình đi. Ok. Ok, thank you mọi người đã xem clip nha. Bye bye.